ban tổ chức xin giới thiệu đô tạ lợi của đội lăn với trang phục đai đỏ, gặp đô văn thư của đội 2 với trang phục đai xanh, điều khiển chính trọng tài Nguyễn Đình Nghệ. Hai đội chú ý nghe hiệu lệnh trọng tài trống xe đạp. Trọng tài đã bắt tay ra ký hiệu. Hai đội chuẩn bị. Các trọng tài chuẩn bị. Hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên sân. Đây là trận thi đấu trong chương trình đèo số 14 giữa hai đội. Ban tổ chức đang chuẩn bị giới thiệu trích ngang của hai đội thì đã với một kỹ thuật và bốc một hoàn thiện đô tạ lợi của đội 5 đáp đoàn văn tư của đội 2 ra khỏi đèo số 14. Xin mời các hàng đội chưa có đèo vào gặp ban tổ chức để đăng ký tham gia thi đấu với tạ lợi của đội 5.